Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ ap4shop.com. Chúng ta quay lại với cái series tút 1 phút 30 giây. Ở trong cái tutorial này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để chúng ta tạo ra một cái hiệu ứng màu retro cực kỳ đơn giản chỉ với một layer. Thì cái cách lên màu này đơn giản lắm, đó là tạo ra một cái màu đối, màu cặp đối với nhau. Thường thông dụng nhất là màu xanh, màu vàng hoặc là đỏ và cyan. Thì cái cách làm như sau, chúng ta sẽ tạo ra một cái lớp solid color, sau đó chúng ta sẽ chọn cái màu xanh. Chọn cái màu xanh bất kỳ, tốt nhất là nằm ở tầng giữa này trở lên ha. Click OK. Và sau đó chúng ta sẽ đổi cái blending mode của cái thằng này là occlusion. Nó sẽ cho chúng ta cái hiệu ứng như này. Đây là việc giảm opacity đi. Rồi, để khoảng cỡ 40 ha, tùy các bạn ha. Thì đây các bạn có thể thấy là chúng ta đã blend màu xong, rất đơn giản. Đây các bạn có thể, đây là màu xanh. Thì cái kết quả này các bạn có thể thấy là cái màu xanh chúng ta nó đổi vào cái vùng shadow, và cái vùng highlight của nó sẽ tự động nó chuyển cái màu xanh nó thành cái màu đối của nó là màu vàng, thì nó áp vào cái vùng highlight ha. Tương tự với lại như vậy thì các bạn có thể sử dụng cái cặp khác, ví dụ như là mình thường sử dụng cặp màu đỏ chẳng hạn, thế màu đỏ mà màu cyan, đối đối với màu đỏ là màu cyan, mà ngược lại màu đỏ là màu cyan trong cặp màu xem RGB. Các bạn có thể thấy đây mình chỉ việc chọn cái màu click OK là rồi mình sẽ giảm opacity đi chút xíu để sao cho nó hợp với ý. Đây có thể bật tắt thì các bạn có thể thấy là cái màu sapphire, màu này màu sapphire khá là hay, hoặc là màu retro như hồi nãy xanh vàng khá là dễ dùng. Rồi OK, thì đó là cái tutorial này, cảm ơn các bạn theo dõi, và nếu như các bạn thích thì nhớ click like, share và subscribe cái channel của mình để không bỏ lỡ cái tutorial sau nhé. Bye bye và hẹn các bạn vào cái tutorial.